Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Lucy. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một cái game kinh dị tên là Đi về nhà một mình. Ok, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. À, nhiệm vụ của chúng ta là đi theo cái con đường đã được thắp sáng để về nhà. Con đường nào được thắp sáng? Xung quanh đây thì đường nào cũng thắp sáng nhưng mà game này đồ họa đẹp thật đấy các bạn ạ. Cái những kiểu đi cảnh các bạn nhỉ? Sương khói mờ nhân ảnh đẹp thật đấy. À, ý của cái nhiệm vụ là đi theo cái con đường mà nó có cái đèn màu đỏ này. À, chúng ta có nút chạy nhé. Nhưng mà game mà thường có cái nút chạy ấy, có nghĩa là chúng ta sẽ bị đuổi. Ta sẽ bị đuổi. Úi dồi ôi. Trên cây nó rơi xuống thì sao nhỉ? Hay là kiểu có cái gì đó ở đằng xa nó đang rình rập chúng ta? Có vẻ ghê các bạn ạ. Chúng ta cần phải cảnh giác xung quanh các bạn nhé. Phải có kiểu camera 360 độ xung quanh để xem là có cái gì đó hay là có ai đó đang rình rập chúng ta không? Chả hiểu sao lại rơi vào cái tình trạng là quên mất, rơi vào cái tình huống này nhỉ? Như lại đi về nhà giữa rừng. Ây à, hiểu có ai đang bám trên cây các bạn ạ. Thôi bỏ qua bỏ qua, chắc chúng ta tưởng tượng thôi tiêu của chúng ta bây giờ là tìm được đường về nhà. À không, không phải tìm được đường về nhà mà là mục tiêu của chúng ta bây giờ là đi theo cái con đường được thắp sáng này để về được nhà đấy. Cứ về được nhà là đến sau các bạn ạ. Còn người ta bảo cái câu là đi đêm lắm các bạn có ngày gặp ma, sao lại đi theo cái hàng rào được thắp sáng. À vậy là chúng ta sắp đi đến một cái hàng rào. Thế bảo là à, đây hàng rào đây, chắc lối kia là lối về nhà của chúng ta rồi các bạn ạ. Cái gì vậy? Mình đang không hình dung ra được là cái nguy hiểm nó đến từ hướng nào. Theo cái hàng rào này chắc. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, lâm tặc thật các bạn ơi. Mình không nhìn thấy nó đâu nữa rồi, nhưng mà thôi, chúng ta chạy nhé. Ôi, chúng ta chạy các bạn ạ. Chúng ta chạy bây giờ là chết đấy. 7, 8, cộng Enter. Đây có cái passcode, có cái gì thế này. À, đây, nhà chúng ta đây rồi các bạn ạ. 9, 5, 7, 8. 9, 5, 7, 8. Enter. Ôi rồi, 5, 3, 4, 1. 5, 3, 4, 1. Enter. Lại chết. Sao vẫn không, thoát được nhỉ? Nhập hai lần mật khẩu. Ok, vậy chúng ta sẽ lần này chúng ta sẽ cố trốn thoát bằng được các bạn nhé. Đây. 5, 7, 8, Enter. 5, 3, 4, 1, 5, 3, Enter. Ok. Cửa đâu nhá? Đây rồi. Chết rồi. Bạn đã làm được nhưng mà bạn vẫn ngỏm. Rất xin lỗi về việc đó nhé. Đây là game đầu của tôi. À ok, tức là chúng ta đằng nào cũng bị cái thanh niên lâm tặc kia bắt được thôi. Ok, vậy là game đã kết thúc ở đây rồi các bạn nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo và các tựa game tiếp theo. Mình là Lucy, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye. Bruh.